Sáng nay, Ban Dân vận tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận và hoạt động của các ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện công tác tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm 2023, các cấp ủy tổ chức đảng chú trọng công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng về công tác dân vận chính quyền, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo theo hướng thực chất và hiệu quả, đặc biệt là triển khai ra mắt mô hình điểm dân vận khéo chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp ở 6 xã phường thuộc 6 huyện thành phố. Ban dân vận các cấp phát động phong trào thi đua dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trọng điểm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được của hệ thống dân vận Hưng Yên trong 6 tháng đầu năm nay. Để triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí yêu cầu hệ thống dân vận Hưng Yên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới, tập trung tuyên truyền, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đúng tiến độ, thời gian, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, tăng cường tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được tham gia giám sát phản biện xã hội, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội của Hội Nông dân và Công đoàn các cấp theo nhiệm kỳ. Kết luận hội nghị, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quách Thị Hương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo ban dân vận trung ương, đồng thời đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, khối dân vận các cấp, ngoài tập trung tuyên truyền người dân tham gia xây dựng chương trình nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ thị 15 của ban thường vụ tỉnh ủy. Cán bộ dân vận các cấp cần tăng cường công tác nắm tình hình, đối thoại với nhân dân, triển khai có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.